cà quy này dài quá, thử ra anh em mình cắt cắt ngắn. Quay không quên lấy luôn không luôn em. À, lo lo mà nhìn lên cái này. Ừ. Đưa xuống. Chưa Tết mà có bông nổ. Bên đây mình cắt xong rồi, ở bên này đi làm sắt còn hơn làm xiết nữa mấy bạn. Làm xong rồi hai anh em chơi rồi. Nghỉ giải lao chơi chút xíu. Lớn rồi đó, mà như con nít đó. Đây là đài Đức Mẹ của giáo xứ Bình Thuận. Đó. Quay cho anh em cô bác coi. Đây là đài của giáo xứ Bình Thuận, đài Đức Mẹ. Mùa Noel tới có trang trí ở trên đài. Chạy xe xong nó cưỡi hưu xong rồi hồi nãy nó cưỡi con cừu, giờ nó cưỡi con hưu. Ngồi đi, đây là đài Đức Mẹ của giáo xứ Bình Thuận.
hai thiên thần đó ha, thiên thần ở cổng. Còn đây là nhà thờ Bình Thuận đang trong quá trình xây dựng, sắp xong rồi các bạn. Sẵn đi làm rồi ở đây là tiện quay luôn cho bà con cô bác anh chị em rồi anh chị em tham quan tham khảo. Còn cái bên nhà thờ Bình Thuận là nhà giáo lý. Đây đây là cái thông, thông lớn ạ, cao. Đi qua rồi lại đi lại, nãy là bên kia, giờ thì làm bên đây. Vừa ráp rồi cái đòn gánh lên rồi, đây là cái gánh kèo. Nhà ngay đầu bên đây, cái xíu qua bên kia mình quay lại. Hàng xong bên đó, anh em cái máy hàng em qua bên đây lại, lại tiếp tục hàng bên đây. Khổ thân bạn tôi. Anh em vừa gác lên được cái kèo nữa. Gác cái kèo bên đây xong rồi, bây giờ mình chuẩn bị gác thêm cái kèo phía bên hông bên đây nữa. Tổng cộng là mình gác 3 cây nha. Đó. Bây giờ anh em đang lập ton, thả đằng tay xong hết. Giờ chuẩn bị luôn mày. Hai anh em cắt tôn xong, lợp bàn tay xong, giờ chuẩn bị chuyển tôn lên trển về cắt bung tôn. Một cuộn
này tại mình có đất trống rộng mình mới làm nghề đồ nhau. Còn chỗ mà đất nhỏ không có diện tích thì mình không có thể nào mà mình cắt một mình như vậy được nha. Hum. Hum. Hai sắp. Đúng rồi, đúng rồi, chú Lộc. Qua một tour nữa đi. Ok, xong. Ba sắp. Vào đâu, vào đâu, vào đâu. Hai anh em làm tới tối luôn. Ráng làm cho nó xong. Này. Cái bên, cái thông lên đèn luôn rồi. Quá đẹp. Còn khoảng chừng 2 tấm nữa là xong rồi. Này anh em mình lập 2 ngày đó mấy anh chị. Anh em chuẩn bị thả đầu bò. Thôi thả. Thấy ghê quá. Trời tối rồi. Xong hết rồi nha bà con. Sẵn rồi quay cái thông Noel cho bà con coi luôn nè. À, hang đá Bình Thuận, cái thông Noel của Bình Thuận.